Hoan hỷ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, việc xem tử vi cho tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng 1 âm lịch sẽ giúp cho quý vị biết được thời điểm sẽ diễn ra như thế nào, công danh sự nghiệp sẽ ra sao. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong thủy Gia Cát sẽ luận giải cùng với quý vị về tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 về 4 phương diện: tài lộc, công danh sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên và gia đạo. Và cùng với đó thì đặc biệt thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt sẽ giúp cho quý vị và các bạn hóa giải về những vận hạn tử vi trong tháng 1 âm lịch năm 2022, giúp cho quý vị có thể nắm được thiên cơ mà từ đó tránh được những vận hạn và những điều không may mắn đến với cuộc sống của mình trong tháng 1 âm lịch. Và xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết ngay sau đây để nắm rõ quý vị nhé. Xin mời. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 có đầu óc tư duy, luôn suy tính kỹ càng cẩn mật. Một khi đã quyết định điều gì, họ sẽ không thay đổi, không dao động mà luôn kiên định tiến tới mục tiêu đã chọn. Họ luôn tỏ vẻ vô tâm, không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng kỳ thực nội tâm lại dậy sóng, có tính nghi ngờ rất lớn. Người này thông minh, tài trí, cũng có khiếu thẩm mỹ tốt và có thể trở thành thiên tài về nghệ thuật. Trong tháng này, phương diện sự nghiệp liên tục gặp khó khăn trắc trở, đời sống tình cảm cũng nhiều sóng gió, những phương diện mà bạn cần lưu tâm cũng nhiều hơn. Đặc biệt, bản mệnh cần phải hết sức cẩn trọng trong lời nói và hành động, nhất là khi giao tiếp với người khác, tốt nhất nên tránh can dự vào những việc tranh chấp đúng sai của đối phương. Với chuyện tình cảm cá nhân, gia chủ cũng nên bao dung và thấu hiểu hơn so với người thân trong gia đình của mình. Đừng làm mọi việc theo ý mình, cũng đừng cố gắng bới móc sai lầm của người khác. Hãy cố gắng nhượng bộ khi gặp bất đồng, càng gay gắt sẽ càng dễ gây nên tổn hại lớn đến mối quan hệ, cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất và tinh thần của bạn. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp nhâm dương thủy nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ Ất Tỵ trong tháng này, cần phải cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình. Tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề cần phải giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết làm phật lòng những người xung quanh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi công việc tháng nhâm dần cho quý gia chủ Ất Tỵ, sự cố gắng không ngừng nghỉ ắt sẽ mang lại nhiều trái ngọt cho sự nghiệp. Gia chủ nhận được đánh giá cao của lãnh đạo cấp trên, đồng thời cũng có uy tín đối với những nhân viên cấp dưới. Tuy nhiên, đôi khi người tuổi này cũng gặp phải không ít khó khăn, rắc rối trong công việc. Khuyên bạn, hãy thử nghe theo lời khuyên của những người trẻ tuổi hơn, biết đâu bạn sẽ tìm được một hướng đi mới trong giải quyết công việc của mình. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát sẽ khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ Ất Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng nhâm dần năm 2022, về mặt tài chính của con giáp này không có nhiều biến động, mọi việc đã dần đi vào quỹ đạo, cũng khiến cho bạn đỡ tốn nhiều thời gian lo lắng hơn. Trước khi đưa ra quyết định, bạn cần phải có thái độ cẩn thận và tham khảo ý kiến của mọi người nếu cần thiết. Người làm kinh tế có thể ký kết được những hợp đồng có giá trị, đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty. Người làm công ăn lương đạt được những thành tích đáng tự hào nên có nhiều cơ hội được thưởng nóng tăng lương. Thêm vào đó, lối sống tiết kiệm, có kế hoạch chi tiêu hợp lý cũng giúp cho bản mệnh tiết kiệm được một khoản tiền kha khá trong suốt những năm tháng vừa qua. Bạn có thể tận hưởng một cuộc sống dư giả, thậm chí là giúp đỡ được mọi người xung quanh. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất.
Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe tháng đầu trong năm mới 2022 không được lạc quan cho lắm, vì tuổi tác đã khá nhiều, không nên làm những việc quá sức, dễ gây những tổn thương không đáng có cho cơ thể, cũng như là căng thẳng thần kinh, đau mỏi xương khớp. Đành rằng, ở độ tuổi này sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do bạn chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian. Bạn cần phải chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi. Nếu cơ thể có những cảnh báo rõ ràng, bạn nên gác công việc hàng ngày lại và đi khám chữa bệnh ngay, chớ nên kéo dài khiến cho bệnh tình ngày càng trở nặng. Các quý gia chủ tuổi Ất Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí, bát bảo, tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để bát bảo tâm kinh phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng bát bảo tâm kinh theo tuổi của các gia chủ tuổi Ất Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 cho quý gia chủ Ất Tỵ trên phương diện tình cảm gia đạo cho thấy, nhờ cách xử lý khéo léo và chuẩn mực mà gia chủ ngoại giao tốt, không làm mất lòng ai, thậm chí còn tạo được ấn tượng sâu sắc cho người đối diện. Tuy nhiên, nên chú ý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, tránh để bản thân bị cuốn theo những thú vui nhất thời, sinh ra những tác động tiêu cực. Trong gia đình, đa số các cặp vợ chồng biết quan tâm, chăm sóc và bao dung cho nhau. Hai người đã quá hiểu nhau nên không còn mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt. Bạn có thể làm mới tình cảm của mình, khiến cho cuộc sống trở nên thú vị hơn. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim. Tháng Dần, lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tốt thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ, hại thị, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Ất Tỵ trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 1 năm 2022, tức ngày 3 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 1 năm 2022, tức ngày 15 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 1 năm 2022, tức ngày 27 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Tỵ trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 1 năm 2022, tức ngày 12 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 1 năm 2022, tức ngày 24 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 2 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị cũng có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công, bởi vì mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của Phong Thủy Gia Cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 1 âm lịch, và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Bây giờ thì thời lượng của chương trình đã khép lại. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều, mến chúc quý vị thành công trong cuộc sống.